lên có. Mới đang xem trận đấu thứ 3 của bảng C vòng tứ kết. Giữa hai đội gần màn ảnh của các bạn đó là các cô gái rất quen thuộc Kinh Công. Bên kia này của các bạn đó là các cô gái đến từ đội. Bóng đánh rất mạnh, rất hay mọi người ạ. Phải nói là rất là hay. Điểm đang nghiêng về các cầu thủ đến từ Kinh Công. Xin chúc mừng đội VHD đã có tấm vé thứ 3 vào trận bán kết. Và một đội cuối cùng đang chiến đấu trên sân. Giữa hai đội đó là đội Kinh Công. Ôi hay thế. Trời ơi, có thêm công nữa không? Ui sướng quá. Chứ thêm công cũng hay. Đỡ mệt hơn. Nhưng mà nó ôm thì chết. Mọi người được. Bóng chắn được. Chắn chắn hay thế mà được. Bóng chắn hơn rồi. Hay nhỉ? Cột tơi tay. Không hay thôi. Bóng bóng bóng. Chuyển nhanh mới được. Chết. Hay quá. Em lai bên này mà cũng chưa ngồi bên này được. Phải sang bên này. Rồi, xác định bóng ngoài sân, rất đáng tiếc. Điểm cho các cô gái đến từ Kinh Công. Bao nhiêu? 73 rồi. Uống đi, ăn uống đi. Chắn bóng tốt của Mạnh Sinh Gái. Mạnh Sinh Gái có pha chắn bóng tốt điểm cho Kinh Công. Có khi mình lại gặp lại.
đều hiểu nhau. Chị ơi, chị mấy chị ơi, chị đánh hay đấy. Chị ở đâu đánh hay vậy? Mổ qua rồi. Xin chữ ký. Tiếp là các cầu thủ. Thật sự là giải đấu ngày hôm nay em thấy Lê cảm thấy những cầu thủ còn sót lại thì chắc có đội kinh công là chiều cao thấp nhất thôi. Còn các cầu thủ đều có cái chiều cao rất tốt. Phải nói là chắn thì phải chắn bằng mặt luôn mọi người ạ. Sợ thật. Pha chắn bóng của các đội của nó là căng. Cao thế đánh nhỉ? Đội kinh công theo sát Thu Hằng của Hưng Yên rất sao. Rất nhanh, nhanh nhờ. Chóng mặt rất đầu, xem rất nhanh. Mọi người xem trực tiếp về lắm mọi người ạ. Và là bóng kéo thế nhỉ? Điểm đấu Hưng Yên 5-8. Hay quá. Trận đấu rất hay. Điểm đang nghiêng rất cao, 3 điểm liền cho kinh công. Các cô gái kinh công có vào được thì cũng là điều hiển nhiên. Các cô gái chân ngắn nhưng có sức quyết tâm rất cao. Phải nói là hiện tại còn sót lại thì câu lạc bộ xin lỗi, đội kinh công là đội có chiều cao khiêm tốn nhất nhưng có lối đánh rất hay, linh hoạt. Rất nhanh và linh hoạt rất tốt. Rồi cho khó rồi. Tốt, thủ bóng rất lăn xả của Thạnh Sinh Gái. Còn rất hay. Tốt, Linh rất tốt. Rồi, khó rồi, tốt. Còn ai đây? Khó rồi, rất khó cho Khánh Linh. Điểm đang là 6-8 cho Hưng Yên, rất căng. Thật, điểm 7-8. Rất căng. Trận đấu Phú Hương có chiều cao tốt nhưng chặt bóng rất tốt. Bóng ngoài sân chưa. Hay đấy nhở, Khánh Linh rất nhanh. Ngoài tốt luôn nhỉ. Cái quả ngoài nhưng mà cũng khó. Đang đứng biên rồi, quay tay làm gì còn chuyển làm được quay. Tay mãi ra biên. Căng đấy, 8-9 cho các cô gái Hưng Yên. Rất căng, một trận đấu phải nói là căng ơi là căng mọi người ạ. Em ngồi đây em xem mà em im hết luôn. Cứ nói gì, hay quá. Rất đáng tiếc. Điểm 18.
Thật sự là hôm nay đội nào vào cũng tiếc, cũng á quên, đội nào không được vào cũng tiếc. Đến vòng 8 này đã thấy sự đáng tiếc của tất cả mọi người. Không qua lưới. Điểm tiếp tục cho Tinh Công. Ôi trời ơi, Huyền cố lên giỏi quá, đội nào cũng giỏi mọi người ạ. Cảm ơn hơn 200 người đang xem, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người chia sẻ tiếp đi ạ. Chia sẻ giúp Huyền Lê đi ạ, để Huyền Lê có động lực bình luận cho mọi người. Em sẽ cố gắng bình luận cũng như là like trận đấu trong vòng trong hết mức có thể cho mọi người. Vì hiện tại thì cũng có rất nhiều các cameramen đang hướng đến các sân. Tới đây chỉ còn hai sân thôi, không biết là sẽ đánh sân nào. Tốt, đánh bóng tốt của Thanh Hằng, 9-11. Đội Tinh Công cũng rất căng. Tuyệt vời quá, em hiện nơi đúng rồi. Điểm đã là 11 đều rồi. Đội Tinh Công có dẫn điểm đến 11-8 nhưng mà lại bị lên 3 điểm liền trong pha bóng vừa rồi. Rất đáng tiếc. Đánh những đội mạnh như thế này thì cần phải cố gắng chất chiêu. Đấy là bản lĩnh thi đấu cũng như là ngoài rồi. Rất đáng tiếc. Điểm 12-11 cho các cầu thủ đến từ Kinh Công. Ngay sau khi hồi ý thì Kinh Công lại dần có thêm một điểm 12-11. Chú trẻ đỏ cười chị đúng rồi. Tại vì cầu thủ đấy, cái anh bình luận huấn luyện viên đấy gì và này nọ quá nên là cũng đúng thôi. Ngoài đấy. Nhưng mà trong sân lúc đấy thì có ai dám bỏ vào đấy? Đội cho đội Hưng Yên 12 đều, không được, cơ hội lại trao cho Kinh Công. Rồi, cơ hội lại trao cho Hưng Yên. Rất may, thủ rất hay của Khánh Linh. Khánh Linh có pha thủ bóng rất hay. Wow! Rất đáng tiếc, điểm 2-10-10. Điểm 13-11 cho các cô gái đến từ Kinh Công. Ra là đội nào thủ tốt chắn tốt rồi này, đau chân lăn xả luôn. Con này kìa, ly bóng ra nó là em của Kim Liên Ánh.
Điểm đó là 13, 11 rồi. Cơ hội cho King Công rất cao. Có lên, có lên. Công nhận là phải nói là King Công rất lăn xả trong những pha bóng vừa rồi và trong trận đấu này. Các cầu thủ lăn xả nhất trong sân hiện lên thấy đó là Khánh Linh và Hạnh Sinh Cái. Bạn Hạnh cũng là bạn Vũ Hạnh và bạn Khánh Linh. Vẫn còn cơ hội thứ 14 cho King Công. Không được rồi. Wow, chân con vẫn còn. Và cứu bóng phải nói là rất tuyệt vời của King Công, rất xứng đáng. Nếu như King Công có được tấm vé vào cũng rất xứng đáng ạ. Các cô gái chân ngắn duy nhất còn lại trong giải đấu. Vẫn còn cơ hội cho... Vẫn còn, tiếp tục. Wow, con. Ui giời. 12, 13, rất căng. Phải nói là như phải nói là trong những pha bóng vừa rồi thì rất căng. Cơ hội nào, 14 hay không? Khánh Linh, rất tốt. Pha đánh bóng tốt của Khánh Linh, bóng đã chạm trán. 14, 12, xếp bài cho các cô gái King Công. Các cô gái King Công đã có điểm xếp bài rồi. Cơ hội cho King Công là rất cao. Còn các em có quyết được hay không thì lại phải lệ thuộc vào những pha bóng tiếp theo. Nguyễn Huyền phát bóng, Nguyễn Châu phát bóng. Ai đây, vẫn là Thu Hoàng Trang. Đúng rồi, không phải. Và bóng Hiền rồi, cơ hội cho Thu Hiền. Không được. Còn rất may. Rất căng thẳng. Những giây phút này thì rất căng. Điểm đó là 13-14. Rất khó. Và bóng này thì King Công cần phải thật bình tĩnh để lấy được. Ồ,